Tiếp theo là một cây trang màu trắng nha quý vị. Cây trang trắng nha, đang lú hoa quá trời nhiều luôn nha. Đây nè. Đó, một cây trang trắng nha. Rồi. Cây này thì nó cao khoảng 4 tấc. Giá của nó là 350k nha quý vị. Đây. Gốc nó đây. Rồi, quen vòng cho quý vị xem. Đang ra hoa nè, bông của nó màu trắng nè, rất là nhiều bông luôn, 350 nha quý vị. Bán cho quý vị cây này tôi lợi có 50.000 thôi nha quý vị. Bán cho vui, có hoa có lại người chút. Rồi, 350k cây trăng trắng nha, xin kết thúc nha.